Để tiếp tục chia sẻ với khách hàng những căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, thì buổi chiều ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4,5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 m và được anh chị nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Với căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 11 m, hai bên có vỉa hè. Xe hơi, xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với khu nhà lầu ở đồng bộ khu phân lô và trong khu này thì chỉ còn sót lại vài lô đất thì cũng đang chuẩn bị xây dựng và sắp hoàn thành. Và mình cùng nhận lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà với bề ngang lên đến 4,5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 m và được cái chủ nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và được tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng gần 3 m mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt. Và kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Với căn nhà được xây dựng hết đất cho nên anh chị đưa hai lớp cửa ra phía ngoài để bên trong mình có thể để xe hơi cũng như là xe gắn máy rất là thoải mái. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4,5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 13 m và được xây dựng hết đất cho nên là anh chị thiết kế nhà sẽ có tầng lửng. Và nếu gia đình có nhu cầu để xe hơi ở dưới tầng trệt này thì phòng khách anh chị đã thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng rồi. Thế khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị để trống. Và nếu gia đình có nhu cầu mở văn phòng công ty thì mình có thiết kế được rất là nhiều bàn ghế. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến khu vực cầu thang cũng như là khu vực phòng bếp của căn nhà. Với khu vực cầu thang căn nhà thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can được làm bằng kính cường lực. Phía đối diện với lại cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu rất là rộng và anh chị thiết kế rất là đẹp. Di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà, sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được các chị sắm sẵn tặng kèm. Và ở bên trong mình sẽ có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và có tặng kèm một cái tủ lạnh cũng như là những mảng tường được các anh chị thiết kế với phong cách 3D, trang trí rất là đẹp. Và phía sau thì mình sẽ có cửa sổ cũng như là cửa để đi ra cái khoảng nhà vệ sinh ở phía bên ngoài để phục vụ cho khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực không gian gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ, hơn 6 tỷ một chút xíu, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị thiết kế rất là đẹp này. Và cùng như là cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà, khu vực không gian phòng khách. Với căn nhà mình thì cầu thang được các chị thiết kế với hệ thống đèn LED khi mình di chuyển lên trên lầu thì rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang nằm sát một bên cho nên là mình sẽ có một cái sảnh rất là lớn ở khu vực không gian tầng lửng căn nhà được các chị thiết kế cũng như trang trí cho mình có thêm những bộ bàn và những mảng tường được anh chị ốp than tre cũng như là những mảng nhựa và những mảng hoa văn đá trang trí rất là đẹp. Bên trong khu vực không gian phòng khách tầng lửng thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi và mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có bộ cửa sổ ở 4 cánh để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng thì quý nhà cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại có tầng lửng để gia đình có xe hơi để vào bên trong hoặc là gia đình có nhu cầu mở văn phòng công ty thì khu vực ở dưới tầng trệt rất là thuận tiện. Với căn nhà mình thì nằm ngay cầu vượt ngã tư ga, chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ
4 đến 5 phút đi xe gắn máy thôi. Một cách trung tâm thành phố thì chỉ tầm cỡ khoảng độ 25 phút thì di chuyển theo trục đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh thì về trung tâm thành phố. Và căn nhà mình thì nằm sát với quận Gò Vấp thôi, cũng như là sát với lại cầu vượt ngã tư ga, chỉ cách cầu vượt ngã tư ga tầm cỡ khoảng 200m, khoảng cách quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng độ 2 cây số thôi. Quý khách có thể di chuyển xe gắn máy từ căn nhà mình qua quận Gò Vấp chỉ cần tầm 5 phút đi xe gắn máy thôi. Vì thế di chuyển theo trục đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh để về ở trung tâm cũng như sân bay của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà sẽ có nhà vệ sinh riêng, bên trong thì mình sẽ có đầy đủ thiết bị như hệ thống lavabo bàn cầu, vòi chân tắm và gương soi được các chị đi led. Khu vực không gian nhà vệ sinh thì được các chị ốp gạch đá cao lên kín tường, và phía ngoài mình sẽ có ban công cũng như là cửa sổ mở ra ngoài cho gió và ánh sáng, và tủ quần áo bốn cánh khá là lớn để gia đình sử dụng. Và di chuyển ở khu vực phía sau sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ thì trong đó chị full nội thất 2 phòng. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu cửa nhựa công nghiệp và cửa nhôm xuyên pha với phong cách thiết kế hiện đại mới nhất năm 2024. Toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình được các chị thiết kế có giường rộng lên đến 1m8, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm ngay cầu vượt ngã tư ga, chỉ cách cầu vượt ngã tư ga tầm cỡ khoảng độ 200m và cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 2 cây số. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng 25 phút và cách sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng độ 15 phút. Quý khách hàng có thể di chuyển theo trục đường Hà Huy Giáp, một trục đường Hà Huy Giáp nối dài với trục đường Nguyễn Oanh để mình vào trung tâm thành phố cũng như là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà mới đã có sổ hồng riêng. Anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngài. Một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Với 4 phòng ngủ được các chị thiết kế na ná giống nhau và sẽ có 2 phòng được anh chị full nội thất. Di chuyển lên phía trên thì mình sẽ có phòng phòng thờ sân thượng phía trước và phòng tắm xông hơi cũng như là phòng giặt phía sau căn nhà. Là khu vực không gian phòng thờ. Và phía trước thì mình sẽ có một cái sân thượng rất là lớn, được các chị thiết kế có bộ bàn ghế mini để mỗi khi mình lên sân thượng để vui chơi và hóng mát thì rất là thuận tiện. Và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng thờ. Và phía sau sẽ là khu vực không gian phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Thì hôm nay trời mưa cho nên là nhà đất Hoàng Tín xin đứng bên trong để quay video phía bên ngoài để thằng tham quan. Thì thằng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể tới và chiêm ngưỡng thực tế ở bên trong căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tín muốn giới thiệu đến khách hàng. Mà chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng đã sở hữu căn nhà mới và có bình hang lên đến 4,5m và chiều dài căn nhà lên đến 13m và được các chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Công năng sử dụng thì mình sẽ có 4 phòng ngủ, một phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm, phòng thờ như là gara để xe, phòng bếp và 6 nhà vệ sinh. Với căn nhà xây mới cũng như là nằm trong khu phân lô nhà đầu đồng bộ và đang có hướng là hướng ở đông bắc của chàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý chàng trong những video tiếp theo.